Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi Giang Việt. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu hướng dẫn các bạn cách phân biệt được cái thước lái của dòng xe Mitsubishi Xpander hàng xịn chính hãng và thay thế. Vì trong quá trình mình bán hàng thì hiện nay thước lái dòng xe Xpander có cả hàng xịn và thay thế thì rất nhiều anh em hỏi là làm sao và làm cách nào để mình có thể phân biệt được đâu là hàng xịn chính hãng và thay thế. Thì các bạn ơi, đây là cả cụm thước lái nó sẽ bao gồm rô tin lái trong này, cao su chụp bụi thước lái này, cả hai đầu luôn. Lái trong và cao su chụp bụi thước lái, chân bắt nó đây. Đấy thì hàng xịn chính hãng thì các bạn để ý cho mình này. Thứ nhất là trên sản phẩm nó có chiếc tem G-Tech này. Đấy đây, hàng xịn chính hãng này. Đấy, do G-Tech này. Và thứ hai nữa là có chữ Koyo. Đây, trên sản phẩm dập nổi luôn nhá. Cái này dập nổi trên sản phẩm luôn, Koyo này. Đây là hàng xịn chính hãng. Còn hàng rẻ thì nó sẽ không có hai cái chữ này. Rẻ nó không có chữ Koyo này. Đấy, đây là cách các bạn phân biệt hàng xịn chính hãng và thay thế. Thì anh em xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi Xpander này.